hoặc nhiếp thọ đầy đủ tất cả kim cương chỉ ấn Như Lai sẽ được thân ngữ tâm tối thượng vi diệu như kim cương không động không hoại. Phật nói pháp kim cương Như Lai chỉ ấn lý thú bát nhã như thế, rồi bảo Bồ Tát kim cương thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn kim cương chỉ ấn lý thú sâu xa như thế mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập, tất cả sự nghiệp đều được thành tựu, thường cùng tất cả thắng sự hòa hợp, muốn tu hành tất cả thắng trí và các thắng phước nghiệp đều mau viên mãn, sẽ được thân ngữ tâm tối thắng thanh tịnh như kim cương chẳng thể phá hoại, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bây giờ Thế Tôn lại nương vào tướng Như Lai, tất cả pháp không hí luận, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn chữ luân, lý thú sâu xa bát nhã ba la mật đa, nghĩa là tất cả pháp không vì không có tự tánh, tất cả pháp vô tướng vì lìa các tướng, tất cả pháp vô nguyện vì không sở nguyện, tất cả pháp xa lìa vì không chỗ dính mắc, tất cả pháp vắng lặng vì hoàn toàn vắng lặng, tất cả pháp vô thường vì không có tánh thường, tất cả pháp không vui vì chẳng đáng vui, tất cả pháp vô ngã vì chẳng tự tại, tất cả pháp bất tịnh vì lìa tướng sạch, tất cả pháp bất khả đắc vì suy tầm tánh ấy chẳng thể được, tất cả pháp chẳng nghĩ bàn vì tánh nghĩ bàn không có vậy, tất cả pháp không có vì nhiều duyên hòa hợp giả lập vậy, tất cả pháp không hí luận vì bản tánh không vắng lặng xa lìa ngôn ngữ lời nói, tất cả pháp bản tánh thanh tịnh vì bát nhã ba la mật đa sâu xa bản tánh thanh tịnh. Phật nói pháp chữ luân lý thú bát nhã để các hí luận như thế, rồi bảo Bồ Tát kim cương thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn chữ luân lý thú bát nhã không hí luận đây mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập, thì đối với tất cả pháp được trí vô ngại, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng Như Lai chuyển nhiếp Như Lai, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn tánh bình đẳng lý thú bát nhã ba la mật đa sâu xa vào đại luân rộng lớn, nghĩa là vào tánh kim cương bình đẳng, có thể nhập được tánh luân của tất cả